Xin kính chào quý vị các bạn. Đây anh em mới nhận bán con một cây phôi thứ quý nè quý vị, mà giờ đi ăn gian quý vị. Nay là chơi VIP luôn ha quý vị. Anh nhận anh giao con cây này mà anh mướn xe tải. Không mà em nghĩ anh để ngoài đây chút mình xuống nó nhìn nó nhẹ, có ảnh hưởng xe không? Không, không ảnh hưởng xe mà sợ vòng vòng. Kệ em. Hả? Có mới lót được rồi nó không bể đâu. Chứ một chút mà tới nhà xuống khó. Này là mình đi An Giang ha quý vị, Châu Phú Bến Bến Phà Năng Gù ha. Giao cho anh gì cũng chưa biết tên nữa. Có một cây ha quý vị. Mình cũng quay cho quý vị xem và giao lưu ha. Nói chung là anh này hơi độc lạ ha quý vị. Giao có con cây à. Xuống thì hả rồi còn mình lấy ha quý vị. Nhà của chú Năm ha quý vị. Đang lên cầu à, đâu cái gì đèn rất là sáng luôn, trong bằng nhắc tối mà có đèn sáng mình cũng quay cho người xem đó, xa xa đó đỏ 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 lạnh đâu cái gì. Mấy cho quý vị là cây này là mình giao cho chú anh này là 10 triệu ha quý vị. Bằng 46 nhưng mà ta cạnh nó lần thì về đồng nhéo quý vị có thấy là mình bao ship cho con ship lên xe mà 2 triệu ha quý vị. Đây trời không ra đang là chấp không có lạnh không quý vị. Nó có đường là đèn xem ca nữa, tính ra nó động cái đèn đẹp nữa, động hơn nhiều nữa, nó ở cầu của biển mà không, không cầu của biển đâu lớn mà thấy đâu lớn mà động, tự cũng dây đen. Vô cái mãi Vĩnh Linh rồi chứ Vĩnh Thạnh đó là cái đường đó anh đi thẳng đi Kiên Giang. Ừ thì đúng rồi anh đi xuống Kiên Giang thì đúng đi ngang Cần Thơ đó, đi khúc Vị Thâm đâu ấy kia. À bây giờ cái đường này mình đi Cà Mau vẫn được không? Nếu qua cầu Dòng Cống này mình không sẽ phải thẳng là cũng
Chú ha, để giao cây phôi tới quý. Cây này hồi trưa này ba anh em lên tưởng được chết luôn. Đây là chú ha quý vị. Ồ, mà chú thứ mấy chú? Chú Út đủ. À chú Út đủ ha quý vị. Hồi xưa tôi là yến xào đủ giờ. Dạ. Có một cây mình cũng giao tận nơi cho chú ha, cho đảm bảo an toàn cây. Con tính gửi ship mà con thấy cây này bự quá, nó sợ xuống đây trầy xước. Dạ, chứ con sợ ảnh hưởng tới cây, con thà con chịu khó mà đi thuê chiếc xe tải. Phá cửa xe luôn anh Lâm. Đậu đóng được đâu sao, tại đường này đâu có xe lớn đâu. Không có mà tại đồ đạc không còn bỏ trển. À rồi đi Lâm. Qua trời đất của chú dài dữ ha. Này là nhà yến nuôi yến luôn hả chú? Vậy từ ngoài lộ dài vô tới đây luôn hả? Đó, cái nhảy từ ngoài lộ dài vô đây nè. Chắc chú biết hả? Con qua lại rồi chắc chú biết hả? Không, con không biết. Nhưng mà con có đi Châu Đốc 2 lần. Ồ. Chưa? Đấy là, đấy là. Ở bữa hẳn chú lấy của thằng Toàn là shipper nó ấy hẳn đi xe tải xuống chú. Bên Việt theo với nhau. À Việt theo. Nhưng mà cây nó chắc bầu đâu bằng nặng bằng cái này đâu hả chú? Cái này nó cũng ăn 6.000 ký. Cái này biết nhiêu ký, em thấy em không biết. Cái này giá ngoài 100 ký quá. Trên. Trên. Này là chú nhà yến của chú ha, quý vị. Cái gì đó thì chú. Bây giờ xong rồi bắt cái bắt. Này dạo thứ đất hả? Cái này là chú mua về đây lâu chưa? Cũng cỡ 5 6 tháng rồi. À. Mua của bên của Tuấn lại. À, mà này chú mua về là chú cũng chỉnh sửa lại hả? Ừ, tôi về tôi làm lại. Chú làm có mướn thợ giùm chú? Tôi làm. À, chú cũng quá đỉnh luôn, bẻ quá đẹp ha. Không. Bẻ đẹp thiệt.
đu đủ này, đu đủ gì mà trái nhỏ xíu à. Rồi đây mình cũng vô vườn chú không quý vị, thăm quan rồi tối. Rồi qua cái vườn quá rộng luôn. Có cây tứ quý nào chú ghét thành phẩm chưa? Đây tôi chỉ cho chú một coi cây này, tôi chỉ cây tứ quý mà nó mười mấy năm rồi, 17 năm rồi đó. Dạ. Này mà vàng hả? Mà vàng, thân quế. Nè, coi chỉ cái phần này. Cái dáng này kêu dáng gì chú? Dáng lông. Dáng lông hả? Hả? Chú rộng nè. Rộng. Đó, thấy không? Ghê. Dạ. Còn đây năm rồi. Không, cái tứ quý tôi ghét 17 năm rồi đó. Dạ rồi. Ghép thì đỡ bầu nó ngon hơn mấy thì không biết. Dễ chăn lắm mà nó năm nào nó cũng đi tết đi tết luôn. Dễ chăn lắm. Tứ quý hả chú? À, này tứ quý nè. Này là chú ghép giống gì? Dạ quá. Dạ bầu. Ừ, bông nhiều quá mà năm nào cũng như năm nấy, nó ngày tết xong rồi nó dạ. Dễ chăn lắm. Ngày tết luôn hả? Ừ, ngày bon vậy đó. Nó mà nó dễ chăn lắm, nó không có bệnh quản gì trắng, nó đã lắm. Dạ. Mà chú coi nè, nó y ren vậy đó. Bông nhiều ghê. Bởi vì người ta nói mà dép lâu nó rớt. Đây nè, cái này có rớt đâu. Đúng như phần mặt bông đó phải không? Ừ. Bông quá bự không quý vị. Hả? Giờ bông biết rồi, cái nụ cái chột của nó biết rồi. Nói chú hả, là cây này là 17 năm hả chú? Ghép 17 năm rồi đó. À, wow. Nó đâu có rớt nhánh nào đâu. Ủa nhưng mà 17 năm là cái thằng cây là hồi đó nó bự cái này không? Nó xíu à. Nó nhỏ hả chú? Rồi nó nhỏ mà bây giờ nó vậy đó là dạ. Nó nhỏ, nó chai cống à. Tôi mua cái cây này nó có 300 ngàn, nó nhỏ xíu dạ, à. Dạ, đúng mà rồi. Tôi thương nó cái, bởi vì tôi bây giờ tôi thích ghép bằng tứ quý á, là dạ. Tôi khoái nó rồi, tôi mới mua tôi chơi chứ tôi may vàng tôi thiếu gì. Nó mình á, mình nghĩ có nhiều người ta nghĩ là lâu cái những cái tàn ghép nó bị rớt, nó đâu có rớt. Dạ thì bởi vậy con cũng có nhiều người nói là tứ quý mình ghép thời gian là nó bị phù cây, nhưng mà thì bởi vậy bữa nay con cũng nhận thấy nè. Kinh nghiệm thôi chú. Đây quý thôi quý vị, cũng có nhiều người là ghép bị phù cây, nhưng mà bữa nay mình gặp chú cũng chia sẻ cây tứ quý này chú ghép 17 năm là bình thường không quý vị. Là nó cái cây này nó dễ thương, cái là nó chăm sóc nó dễ lắm. Dạ, nó mà tứ quý mà chú ghép vô thằng giả bầu nha, chứ tôi chưa có thằng giả Thủ Đức thì tôi chưa rành nha. Dạ. Thằng giả bầu này thêm lắm. Cái giờ nó ghép cúc thọ hương nhiều. Có đây nhóc kìa. À có hả? Tưởng đây nè, đây cúc thọ hương nè, giống nè. Tưởng không có mốt cái dịp nào không cho chú con tặng chú. Nó có cái là nó dương lắm. Đúng rồi, cái lá nó dương. Nó dương lắm. Lá nó thưa hơn. Thân này cũng thân, chú coi kỹ rồi thân. Cái này được rồi. Đánh đổ. Đó. Đây nè cũng rồi, cảm ơn chú chia sẻ này cho con tham khảo vườn của chú ha. Rồi tới đây mình cũng xin kết thúc. Dáng đổ nè, cái này dáng cái rắn hay gì? Dáng đổ. Dáng đổ. Góc của người ta nằm đây nè. À. Qua lại. Đọc. Cây đổ là cái góc ta nằm đây nè, đi ra tới đây ta đổ gì đây nè. Ừ, đổ ngược lại kêu bằng đổ, chính xác. Còn bay lại ra tới đây nó đi luôn, hướng nhiệm là bay. Ừ. Chú nào là chú Nhẫn? À, Nhẫn. À, dạ. Chú cũng bán cũng nhiều lắm à, tôi thấy trên mạng là chú cũng. Dạ. Bán cũng nhiều á. Còn nói chung là con cũng là cháu chú Năm, nhưng mà là con là chủ kinh Ba Phi Miệt Vườn luôn á chú. Dạ. Rồi tới đây mình cũng xin kết thúc video ha quý vị. Cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem hết video clip của mình ha.